Khi con chưa lọt lòng, bụng mẹ là nơi bao bọc êm ái nhất. Nay khi con đã chào đời, mẹ vẫn có thể ấp êm con trong thế giới mềm mại dịu êm của nước xả vải comfort cho da nhạy cảm. Comfort cho da nhạy cảm, Bệnh viện Da liễu Trung ương thử nghiệm và chứng nhận.